Vào tháng 7 năm 1999, một làn sóng đàn áp tôn giáo mới được khơi dậy ở Trung Quốc. Lần này là nhắm vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện bắt nguồn từ Phật gia. Bộ máy tuyên truyền của nhà nước đã vu khống, bôi nhọ môn tập và bắt giữ hàng trăm ngàn học viên. Nhiều người đã bị tra tấn đến chết. Khi tôi nghĩ lại, nó giống như một giấc mơ. Lúc nhỏ, mọi người thường nói rằng tôi là một cô bé ngoan và đáng yêu. Mẹ tôi thì nói rằng tôi để ý quá nhiều đến vẻ ngoài của mình. Mẹ tôi là giáo viên tại trường tiểu học số 1 ở Liêu Thai. Có một câu nói nổi tiếng ở địa phương của tôi rằng một giáo viên của trường này có quyền lực như một chủ tịch thành phố. Vào thời đó, tất cả các quan chức trong thành phố đều tranh nhau cho con cái của họ vào trường này để được vào lớp do mẹ tôi dạy. Một con chim bằng lớn bay từ biển Bắc đến biển Nam, bay lượn cùng gió, lên cao đến 90.000 dặm. Nhưng nó phải đợi đến tháng 6 mỗi năm, khi gió thổi mạnh nhất mới bay cao lên được như thế. Đây cũng là ý nghĩa đằng sau tên con đấy. Phù Giao, trời mưa rồi, chúng ta đi thôi nào. Khoảng thời gian đó, tôi là một đứa trẻ vô cùng hạnh phúc. Nhưng sau đó, cha tôi bị đưa đến trại lao động và mẹ tôi bị quản thúc tại trường. Tôi cùng mẹ sống trong một căn phòng nhỏ chật hẹp ở trường. Có một nữ giáo viên ở cùng chúng tôi mỗi tối để canh chừng. Chúng tôi không thể đi siêu thị để mua thức ăn. Chúng tôi chỉ được tắm một tháng một lần. Vì thế mà cả hai mẹ con tôi đều bị nổi chàm. Tôi trở nên vô cùng tự ti vào thời điểm đó vì tôi nhìn thấy cha bị còng tay và bị mắng chửi trên TV. Báo tin TV, cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ ông Lý Chân Quân và những người khác. Họ đang tiến hành rà soát tất cả các cơ quan và văn phòng chính phủ để bắt giữ những ai tập Pháp Luân Công. Cha tôi từng là một người dẫn chương trình trên TV. Ông ấy rất nổi tiếng và có lẽ đó là lý do mà ông bị đối xử như vậy. Tôi không hiểu tại sao những người từng là bạn bè của cha tôi nhưng bây giờ lại quay sang bắt ông. Đồng chí cảnh sát, các anh hiểu nhầm rồi. Tại sao các anh lại bắt chúng tôi? Lại đây, muốn chạy hả? Trước khi cuộc đàn áp bắt đầu, mỗi tối các học viên Pháp Luân Công đều đến nhà tôi để học Pháp, đọc sách. Nhưng bỗng một ngày nọ, chẳng có ai đến cả. Những tấm thảm lót ngồi nằm yên trên sàn phòng khách chờ đợi, nhưng kể từ đó chẳng còn ai đến nữa. Người ta nói rằng cuộc sống là những vòng lặp lại theo chu kỳ. Quả đúng như vậy. Tôi nhớ lúc nhỏ, bố mẹ luôn đưa tôi đến điểm luyện công chung. Sau cuộc bức hại, chúng tôi đột nhiên trở thành kẻ thù của chính quyền chỉ sau một đêm. Tôi từng tin rằng tốt là tốt, xấu là xấu, sự thật sẽ không bao giờ bị che mờ và dối trá sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Thời gian dần trôi qua và tôi chợt nhận ra đôi khi sự việc sẽ bị đảo ngược. Và tôi không cần phải nhìn nhận thế giới theo số đông. Nên uống nhiều nước khi trang điểm để khiến giọng mình nghe ổn hơn. Hello. Xin chào, bạn nghe thấy tôi nói không? Giám đốc bản tin. Này, chỉnh lại tóc phía bên phải của cô một tí nhé.
có một vài sợi tóc bị chĩa ra. Khi còn nhỏ, tôi nhìn thấy cha trên TV. Và bây giờ tôi đang theo bước của ông ấy. Cuộc sống thật thú vị. Khi khó khăn, ta cảm thấy những đau khổ dường như không bao giờ chấm dứt. Nhưng bây giờ khi nhìn lại, tôi sẽ không có được ngày hôm nay nếu không có sự kiên trì trong quá khứ. Thiên Tân, Trung Quốc, năm 1999. Đồng lòng ủng hộ cuộc chiến trấn áp Pháp Luân Công của chính phủ. Con nhóc Pháp Luân Công kìa. Khi vào lớp 1, cha tôi đã không ở cạnh, nên tôi thường xuyên bị bắt nạt. Con nhóc Pháp Luân Công kìa. Một lần nọ, tôi không nhớ lý do vì sao, nhưng một nhóm học sinh nam đã đánh tôi. Có lẽ vì tôi là một mục tiêu dễ dàng, vì tôi không có ai ở cạnh để bảo vệ. Tôi cảm thấy thật bất công và kể lại cho mẹ nghe chuyện đã xảy ra. Nhưng sau đó tôi bảo tôi không sao, bởi vì một người tu luyện phải nhẫn. Mẹ bảo tôi đã làm một điều đúng đắn. Thiên Tân, Trung Quốc, 2001. Chúng tôi không có tiền để mua quần áo mới, nên tôi đành mặc lại quần áo cũ. Những bộ quần áo này đã trở nên ngắn hơn nhiều so với tôi. Vì vậy, mẹ đã cắt tất cũ để đắp thêm vào quần, giúp chúng dài thêm, vừa bằng chiều cao của tôi. Những chiếc quần mới trông thật ngộ nghĩnh, nhưng chúng vừa khít với tôi. Lý Phù Giao, Lý Phù Giao. Điều kiện sống của gia đình tôi đã từng rất tốt. Nhưng rồi đột ngột mọi thứ trở nên tồi tệ. Lúc đó, chúng tôi gần như trở thành hộ gia đình nghèo nhất lớp. Mẹ tôi không được phép đi dạy, mà bị chuyển sang làm các công việc chân tay nặng nhọc. Nhiều phụ huynh muốn giúp mẹ tôi đi dạy lại, nhưng không thể làm gì được. Họ cảm thấy tiếc khi một giáo viên giỏi lại không được phép đi dạy học. Vào tháng 8 năm 2001, tại một cuộc họp ở Liên Hợp Quốc, Hiệp hội Phát triển Giáo dục Quốc tế IED chỉ ra rằng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là một vụ tiên truyền giả mạo nhằm vu khống cho Pháp Luân Công. Nó liên quan đến một kế hoạch chính trị đầy mưu mô. IED cũng cung cấp các bản sao về bằng chứng đã được phân tích trong video, quay lại cảnh tự thiêu cho các thành viên tại phiên họp. Tại thời điểm đó, chúng tôi đã làm ra rất nhiều các tờ rơi và đĩa CD video giảng chân tướng. Chẳng lâu sau, ai đó đã tố cáo mẹ tôi. Đừng xem nữa, tắt đi. Cô lấy đĩa DVD này từ đâu? Dạ từ cô Vương Hội Quyên. Cô ấy đã phân phát DVD cho tất cả giáo viên dạy lớp 4. Cô ta còn đưa nó cho ai nữa? Tôi không biết. Cô Vương, cô nên chấp nhận sự giáo huấn từ đảng và chính phủ mới đúng chứ? Cô chưa xem đĩa chân tướng sao? Vụ tự thiêu chỉ là giả nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công thôi. Đây không phải lúc để nói chuyện đúng sai. Một ngày nọ, tôi trông thấy mẹ tôi bị bao quanh bởi rất nhiều giáo viên. Đó là một căn phòng lớn với nhiều người ở đó. Khi họ thấy tôi, họ nói với mẹ tôi rằng có thể ở bên tôi một lúc. Sau đó mẹ nói, Phù Giao, mẹ phải đi xa. Bà bảo tôi phải là một đứa trẻ ngoan, biết nghe lời bà. Lúc đó, tôi không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi hỏi, mẹ đi đâu thế? Tại sao mẹ lại nói như vậy? Chiều hôm đó, tất cả các viên chức trong trường đều đi tìm mẹ tôi khắp nơi. Cảnh sát cũng đi lục soát chung quanh, nhưng đã không tìm thấy bà. Này, vẫn còn một ghế đi xích phong, chỉ 25 tệ một người. Xe sắp khởi hành rồi. Đi xích phong, vẫn còn một ghế. Dì ơi, 25 tệ đi xích phong, lên xe đi. Đi xích phong, vẫn còn một ghế.
Tôi không có nơi nào để đi. Tôi không có họ hàng ở tỉnh khác. Tôi lên xe lúc 2 giờ trưa và ngồi mãi cho đến khi bên ngoài tối mịt. Chúng ta đã đến Hà Bắc. Sau khi trốn thoát khỏi quê nhà, tôi đã trú trọng ở một vài nơi như Hà Bắc và Trường Gia Khẩu. Tôi cũng đã đến Bắc Kinh. Tôi đã gặp một học viên khác cũng đang chạy trốn khỏi nơi cô ấy sống. Chúng tôi đã cùng nhau phát tài liệu và dán các tờ biểu ngữ ở khắp nơi. Không lâu sau, cảnh sát Hà Bắc đã phát hiện ra các tấm biểu ngữ này là do chúng tôi làm, nên chúng tôi đã rời khỏi thành phố. Đã đến giờ khởi hành của tàu G348 đến Thạch Gia Trang. Hành khách trên chuyến tàu G348 vui lòng mang theo hành lý và di chuyển về phía Tây để làm thủ tục lên tàu. Tất cả hành khách chú ý, đã đến giờ khởi hành của tàu G348, vui lòng làm thủ tục ở phía Tây và lên ga số 4 để khởi hành. Vui lòng mang theo tất cả tư trang và làm theo chỉ dẫn của nhân viên an ninh. Cấm mang theo các vật dụng bị cấm lên tàu. Này, chờ chút, kiểm tra hành lý. Cô đi đâu đấy? Bắc Kinh. Chào, luyện pháp luân công à? Ê, tôi phát hiện một người tập pháp luân công này. Người bảo vệ rất phấn khích. Wow, pháp luân công. Anh ta vui mừng như trúng số, bởi vì anh ta biết mình sẽ nhận được một khoản tiền thưởng. Lúc đó tôi vẫn có thể bỏ chạy, vì phía trước tôi còn vài người nữa. Nhưng khi nghĩ không biết cảnh sát sẽ làm gì với bạn đồng tu kia, tôi đã quyết định ở lại. Này mọi người, hãy nhìn xem, vụ tự thiêu là giả. Vừa la lên, tôi rải tài liệu ra khắp xung quanh. Các bạn đã bị lừa dối. Những người tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn không phải là người tập pháp luân công. Sau đó, rất nhiều cảnh sát chạy về phía tôi. Chính phủ đang nói dối. Lại đây mau! Thả tôi ra, thả tôi ra. Không được nhặt nó lên, bỏ xuống ngay. Không được nhặt nó lên. Thả tôi ra. Đã tìm thấy một phụ nữ tập pháp luân công tại ga Hà Bắc. Thả tôi ra. Hôm nay, tiết thể dục sẽ ở trong lớp. Trên, cả lớp yên lặng nào. Tiết thể dục trong lớp thì vẫn là đang trong giờ học. Thầy nhắc lại, vào giờ nghỉ ngày mai, tất cả các em phải xuống trường để ký vào biểu ngữ tố cáo pháp luân công, hiểu chưa? Ai cũng phải ký, hãy xem những người tập pháp luân công kìa. Tối qua, thầy đã nghe TV nói. Tại sao thầy lại nói vậy? Thầy từng là bạn của ba mẹ em mà. Thầy cũng biết họ trở nên khỏe mạnh hơn kể từ khi tập pháp luân công mà. Em đang nói gì thế? Ba mẹ em đang ở tù đấy. Sao em còn dám nói pháp luân công là tốt? Ông ấy nói rằng sao tôi dám nói pháp luân công là tốt trong khi cả nhà tôi đang ở trong tù. Lúc đó, tôi thực sự không biết trả lời như thế nào, nên tôi đành im lặng. Tôi cảm thấy thật lẻ loi. Tôi cảm thấy thật tồi tệ, nhưng tôi không thể kể cho gia đình tôi biết, nên tôi chỉ biết khóc một mình. Khi lớn lên, tôi mang nỗi nghi ngờ trong lòng. Tôi tự hỏi, liệu tôi có nên tiếp tục kiên trì nữa hay không? Cháu có nhớ mẹ không? Nếu cháu muốn mẹ về nhà, thì
thì hãy khóc thật to khi gặp mẹ, biết chưa? Phải khóc thật to, biết chưa? Vương Hội Quyên, có khách muốn gặp cô. Mẹ, Phù Giao. Mama. Khi mới nhìn thấy mẹ, bà ấy trông rất khác lúc xưa. Tôi không rõ liệu bà ấy có bị hành hạ hay có được cho ăn hay không. Mẹ trông gầy đi, nhưng cái ôm của mẹ vẫn rất ấm áp. Tôi đặt đầu lên vai mẹ và chạm vào tóc bà. Sau đó, mẹ xoay tôi lại và cuộn lại tóc cho tôi. Sau khi mẹ cuộn xong tóc cho tôi cảm thấy rất vui và không dám tháo tóc ra hay gội đầu. Phù Giao, dạ. Con muốn mẹ về nhà để chăm sóc con hay ở đây để kiên trì với đức tin của mẹ? Mẹ ở lại ạ. Con có ghét mẹ không? Dạ không ạ. Sau này, mẹ kể lại với tôi rằng chính buổi gặp đó là niềm khích lệ lớn và bà cảm thấy thật nhẹ lòng. Khoảng thời gian đó thật khó khăn. Tôi bị xem thường và bị bỏ rơi. Đặc biệt với một đứa trẻ, điều đó càng đáng buồn hơn nữa. Nhưng tôi biết Pháp Luân Đại Pháp đã đúng. Trong những câu chuyện xưa, những người cao quý có phẩm chất tốt có thể bị vu khống, tước đi địa vị hoặc thậm chí bị giết chết. Nhưng đổi lại, họ sẽ mãi mãi trong sạch và thanh cao. Tên tuổi của họ sẽ được lưu mãi về sau. Tôi cùng một học viên bị bắt ở Hà Bắc, ở trong trại giam giữ. Chúng tôi đã bắt đầu một cuộc phản đối bằng cách tuyệt thực. Tôi bị bắt 11 ngày và tôi đã nhịn ăn trong suốt thời gian đó. Anh đã làm gì cô ấy vậy? Thật độc ác. Các anh có còn là người không vậy? Ra ngoài! Sao anh dám làm thế? Im ngay! Cô còn dám hét nữa không? Hả? Hét nữa đi! Ai là kẻ độc ác? Hả? Ai là kẻ độc ác? Hả? Ai là kẻ độc ác? Ai là kẻ độc ác? Ai là kẻ độc ác? Hả? Cô còn dám nói nữa không? Nói lại xem. Anh ta tát tôi rất mạnh. Tôi nghe tiếng ù lớn bên tai và bỗng nhiên tôi không còn nghe được gì nữa. Kể từ đó, thính giác của tôi rất kém. Con gái tôi đến thăm tôi 2 lần mỗi năm. Gia đình tôi không cho phép cô bé đến thăm tôi lúc đang trong kỳ học vì nó cần phải tập trung để học tập. Tôi cũng đồng ý với việc này, nhưng khi con gái tôi nghỉ giữa kỳ, tôi vẫn ngóng trông cô bé từng ngày.
Mẹ, Phù Giao. Thương tan nhất thuấn thị thời gian, chính pháp tạo tựu tân kỷ nguyên, du du tế nguyệt vinh dữ khổ, chỉ vì thử thời liễu hồng nguyện. Lúc đó tôi không biết rằng mẹ tôi không thể nghe được nữa. Bà ấy đã không nói gì với tôi. Phiên viếng thăm bắt đầu. Mẹ. Phù Giao. Bởi vì không có cha mẹ bên cạnh nên tôi cảm thấy rất buồn. Bỗng nhiên, tôi phải trở nên trưởng thành hơn và phải biết tự lo cho bản thân. Tôi biết việc làm phiền người lớn là không tốt. Tôi phải cư xử lễ phép, đi học chăm chỉ, ăn uống đầy đủ để lớn lên khỏe mạnh. Tôi chỉ muốn trở thành một đứa trẻ ngoan như ba mẹ đã dặn. Tôi phải trung thực, tử tế và kiên nhẫn. Tôi hiểu rằng tu luyện là phải làm một đứa trẻ tốt hơn những đứa trẻ khác và đồng thời phải làm một đứa trẻ tốt nhất có thể. Ba mẹ tôi không ở cạnh nên tôi sống chung với bà và gia đình dì từ lúc tôi 10 tuổi. Mặc dù nghe tiếng trẻ con chơi đùa ngoài sân, nhưng tôi không dám ra ngoài tham gia cùng. Họ đều biết tôi không phải con của nhà này và lý do tôi phải ở lại đây. Tôi sợ rằng lại giống như trước đây, khi chơi với nhau được một thời gian, thì bố mẹ chúng đều bảo chúng tránh xa tôi, vì tôi không có tương lai và việc ở gần tôi sẽ gây nguy hiểm cho con của họ. Một ngày nọ, tôi không được phép gặp gia đình vì tôi từ chối việc từ bỏ đức tin của mình. Ở ngoài trời tối sầm đi và có một cơn bão cát đang ập đến. Những tù nhân khác và người nhà của họ đã đoàn tụ bên nhau vào buổi sáng. Tôi thấy buồn vì không ai đến thăm mình. Khoảng 2 giờ chiều, một lính canh đến và bảo rằng gia đình tôi đến thăm và con gái đang đợi tôi ở ngoài. Cô có thể đợi ở đây. Mẹ! Mẹ! Con gái chạy đến bên tôi từ phía sau và khi nhìn thấy con bé, tim tôi bỗng thắt chặt lại. Cả khuôn mặt và tóc của con gái tôi bị phủ cát, ngoại trừ đôi mắt. Nguyên khuôn mặt đã lắm bẩn. Khi nhìn thấy con gái, nước mắt tôi tự nhiên trào ra. Cô bé nói, mẹ ơi, đừng khóc. Ông bà đang ở ngoài vì cảnh sát không cho họ vào thăm mẹ. Sau đó, cô bé nói, mẹ ơi, con có tin vui cho mẹ đây. Chỉ còn 2 năm 8 tháng nữa thôi, ba sẽ được tự do. Tôi đã biết tin này rồi, và tôi chợt thấy buồn khi nghe con gái nói vậy. Phù Giao đã chịu đựng quá nhiều rồi. Mặc dù vậy, nhưng lúc nào con bé cũng trông rất vui vẻ khi nhìn thấy tôi. Con bé tỏa sáng như ánh mặt trời. Mặc dù mặt bị dính bẩn bởi trận bão cát, con gái tôi trông thật rạng rỡ. Việc tôi sợ nhất trong tù không phải là đau đớn về thể xác, mà là việc bị tẩy não. Họ có tiêu chuẩn trong việc chuyển hóa các học viên Pháp Luân Công. Mức thưởng và cấp bậc thăng tiến sẽ phụ thuộc vào việc này. Thế nào gọi là chuyển hóa? Cảnh sát sẽ tra tấn bạn bằng mọi cách để bạn không thể chịu đựng cả về thể chất lẫn tinh thần.
Họ muốn bạn phải đầu hàng trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Họ bắt bạn phải viết đủ loại cam kết để từ bỏ đức tin của mình. Bạn bị bắt phải viết đi viết lại. Họ bắt bạn phải làm những điều đáng xấu hổ. Việc chuyển hóa này và nỗi đau nó mang lại là quá sức chịu đựng. Có một lần, họ không cho phép tôi được ngồi song bàn, nhưng tôi vẫn ngồi vì nó giúp tôi tăng cường những suy nghĩ tích cực. Tôi đã không tuân theo ý muốn của họ vì tôi không muốn bị mắc vào chiến thuật tẩy não của họ. Những tù nhân chung phòng với tôi trở nên rất giận dữ, nên họ đã đánh tôi. Một người bắt đầu đánh trước và những người khác phải làm theo vì họ cần phải thể hiện sự đồng tình của mình với những mệnh lệnh từ cấp trên. Một vài người thật sự không muốn tham gia, nhưng họ phải giả vờ hùa theo, trong khi một số khác đánh vào tôi rất mạnh. Đứng dậy! Cô còn dám ngồi song bàn nữa không? Cô có dám không? Hả? Đứng yên! Lúc đó tôi nhớ lại lời chồng tôi đã nói. Khi em đang ở trong một trận đánh, em chỉ cần giữ chặt một người và đánh họ thật mạnh. Em càng đánh mạnh bao nhiêu thì những người khác sẽ thấy sợ và sẽ để em yên. Sau đó tôi nghĩ, người tù nhân này thấp hơn tôi nhiều. Nếu tôi đánh trả lại cô ta, tôi sẽ dễ dàng thắng. Nhưng tôi vẫn giữ tay buông lỏng để mặc cô ta đánh tôi. Thật ra, tôi cũng đã từng nghĩ đến việc đánh trả vài lần. Nhưng sau đó, tôi nhớ lại lời dạy của sư phụ rằng chúng ta không nên đánh trả hay cãi lại khi bị mắng chửi. Vì vậy, tôi quyết định sẽ không đánh trả lại cô ta. Lần đầu tôi viết thư cho mẹ khi tôi đang sống với bà ở nhà dì. Tôi hỏi bà tôi nên viết gì. Cháu có thể khuyên mẹ nên kiên định vào đức tin của mình. Tôi không biết phải diễn đạt như thế nào, nên tôi đã dùng từ nguyên tắc. Ai cũng có nguyên tắc của riêng mình, và chúng ta cần làm theo các nguyên tắc đó, dù là trong bất kỳ tình huống nào. Tôi vẫn dùng mực màu xanh mà tôi dùng làm bài tập để viết thư cho mẹ. Nhưng đến câu đặc biệt này, thì tôi dùng mực đen để làm nổi bật ý nghĩa của câu. Tôi làm vậy để mẹ có thể hiểu được ý mà tôi muốn nhấn mạnh. Đây là những bức thư mà tôi đã giữ suốt những năm qua. Thỉnh thoảng, tôi dành nhiều thời gian để đọc chúng sau khi tôi đã làm xong bài tập về nhà. Đọc những bức thư này khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Tôi sẽ trở nên điềm tĩnh hơn và có thể sẵn sàng đối mặt với ngày tiếp theo. Đây thực sự là một cách để kết nối những trái tim lại với nhau, ngay cả khi chúng ta xa cách. Đọc những bức thư khiến tôi cảm nhận được tình yêu của ba mẹ luôn bên cạnh và làm tôi cảm thấy không quá u sầu. Thiên Tân, Trung Quốc, năm 2005. Cảm ơn các bạn đã quay lại với chương trình Classical Express. Theo thông tin mới nhất, đang có kẹt xe tại tuyến đường Chân Tâm. Hy vọng cảnh sát sẽ đến kịp thời để giúp đường phố thông thoáng trở lại. Cảm ơn các quý thính giả đã báo lại tình hình giao thông cho chúng tôi một cách kịp thời. Mẹ ơi, mẹ có khỏe không? Mẹ có ăn uống đầy đủ không? Họ có còn đánh mẹ nữa không? Học kỳ này con khác nhiều lắm. Thầy Su giao cho con nhiều chức vụ quan trọng trong lớp, nhưng con đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Không những vậy, điểm số của con còn đi xuống. Con không còn là con gái ngoan của mẹ nữa rồi. Mẹ à, con có một người bạn mới tên là Sun Jia. Lúc đầu học kỳ, điểm số của bạn ấy không tốt giống như con vậy, nhưng bây giờ điểm của bạn ấy đã khá hơn con rất nhiều. Con không biết tại sao, nhưng gần đây Sun Jia hay tránh mặt và không nói chuyện với con nữa. Khi con cố lại gần, thì bạn ấy bỏ đi chỗ khác, cứ như con bị bệnh truyền nhiễm vậy.
Có lẽ đó là do điểm số của con, hoặc do những lời đàm tiếu về con, hoặc có thể là do hoàn cảnh gia đình con. Cảnh sát, không có lá thư nào cho tôi sao? Cảnh sát, không còn lá thư nào trong tháng này nữa sao? Con gái yêu mến, con có khỏe không? Mẹ đã nhận được thư của con rồi. Mặc dù mẹ và con chỉ có thể gửi thư cho nhau một tháng một lần, nhưng mẹ thấy rằng con đang gặp nhiều chuyện không vui kể từ tháng 6, trước khi con lên cấp 2. Cũng giống như con, mẹ thấy buồn vì con mất đi một người bạn. Mẹ cũng đồng ý với những lý do khiến Sunchia rời bỏ con. Con thấy đấy, nếu chúng ta không làm việc chăm chỉ và không tôn trọng mọi người, thì chúng ta sẽ mất đi những người bạn thân, dù cho chúng ta có mặc những bộ quần áo đẹp nhất. Hãy rút kinh nghiệm từ bài học này, hãy cố gắng chăm chỉ hơn để bắt kịp bạn bè, tôn trọng mọi người và đối xử tử tế với họ. Nếu con kiên trì theo cách này, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mẹ à, cảm ơn mẹ vì tấm thiệp thật đẹp mà mẹ đã làm để tặng con. Con nghĩ rằng ba mẹ là những người bạn tốt thật sự của con, có phải không? Con không biết tại sao bây giờ con lại trở thành một cô gái bị mọi người ghét. Bây giờ con rất ích kỷ và thường đánh nhau hoặc cãi vã với bạn cùng lớp. Con thậm chí còn đẩy bạn cùng bàn xuống sàn. Vì vậy mà con không có nhiều bạn tốt. Và con thích nói mỉa mai người khác. Làm sao để con cải thiện bản thân đây? Từ Vương Hội Quyên, phòng giam nữ tại Thiên Tân, đến Lý Phù Giao, Ninh Hà, Thiên Tân. Ở lớp học trước, chúng ta đã nói về cuộc đấu tranh chống cánh hữu và cuộc đại nhảy vọt. Từ năm 1953, nước ta đã bắt đầu công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các doanh nghiệp tư nhân. Sau khi đọc thư của con, mẹ rất vui vì con xem ba mẹ như những người bạn thật sự. Cảm ơn con vì đã tin tưởng ba mẹ. Mẹ biết con hối tiếc về những việc làm của mình gần đây, nhưng đừng cảm thấy quá chán nản. Làm sao mọi người có thể ghét một cô gái hay cười và tốt bụng, đúng không? Ai có thể ghét một cô gái nhỏ vui vẻ và tử tế kia chứ? Con còn nhớ bài hát Đồng Quê, Bạn Cùng Bàn Của Tôi, của ca sĩ Âu Vút không? Hãy thử tưởng tượng, nếu nhiều năm sau bạn cùng bàn của con cũng muốn viết một bài hát Bạn Cùng Bàn Của Tôi, thì cậu ấy sẽ viết gì? Mẹ chỉ đùa thôi vì mẹ biết con sẽ làm tốt. Con sẽ có rất nhiều bạn bè tốt. Chào con gái. Lý Phù Giao, cuộc cách mạng văn hóa nổ ra thời gian nào? Dạ, năm 1966. Ngồi xuống. Năm 1966, Mao Chủ tịch đã thành lập nhóm công tác trung tâm để khởi xướng và giám sát cách mạng văn hóa. Khi mới vào tù, tôi có suy nghĩ rằng với 7 năm trong tù, họ đã tước đi khoảng thời gian tốt nhất để nuôi dạy con của tôi và những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Điều còn lại duy nhất bây giờ chính là đức tin của tôi. Tôi muốn kiên định với đức tin của mình trên suốt chặng đời còn lại.
Trong tù, họ không cho phép bạn ngồi ở thế song bàn vì họ nghĩ rằng bạn đang ngồi thiền với hai chân bắt chéo. Họ yêu cầu bạn khi ngồi phải thẳng chân. Cảnh sát sử dụng mọi biện pháp để ngăn không cho tôi ngồi ở thế song bàn. Họ trói tôi vào giường và sau đó tôi đã bắt đầu tuyệt thực. Lúc đầu, khi bị trói vào giường, tôi cảm thấy đau đớn khắp toàn thân. Sau đó, tôi bắt đầu nhắm lại một bài thơ của sư phụ, lộ: tu luyện thật khó, khó là ở chỗ, bất kể khi trời đổ đất sụp, tà ác điên cuồng bức hại, lúc liên quan đến sống chết, vẫn có thể vững vàng tiến bước trên con đường tu luyện của bản thân chư vị. Bất kể sự việc gì ở xã hội nhân loại, đều không can giữ được đến bước đi điều chân trên con đường tu luyện. Ngộ, nhân thế hỗn độn, vàng thao lẫn lộn, Như Lai hạ thế, ắt là lặng lẽ. Khi truyền pháp, ắt có tà môn can nhiễu, đạo và ma cùng truyền, cùng tại một thế gian. Thật thật giả giả, quan trọng ở ngộ. Phân biệt ra sao, ắt có thượng sĩ. Ai đúng là có duyên có thể ngộ ra, lần lượt liên tiếp đến, nhập đạo đắc pháp, dẫn ra chính tà. Đắc chân kinh, thân nhẹ hơn, huệ tăng lên, tâm tròn đầy, lên thuyền pháp phiêu phiêu, lành thai, hãy nỗ lực tinh tấn, một mạch đến viên mãn. Những ai khó ngộ trong thế gian hỗn độn, sống vì tiền bạc, chết vì quyền thế, vui buồn chỉ vì chút lợi nhỏ nhoi, nhọc nhằn tranh đấu, suốt đời tạo nghiệp. Those who survive the world without direction and with poor enlightenment quality live for money and die for power, being joyful or anxious over petty gains. They compete bitterly against each other, thus accruing karma throughout their lives. Tôi cứ nhẩm mãi những bài thơ này. Điều này đã giúp tôi củng cố lại quyết tâm của mình. Tôi nghĩ dù con đường này có khó khăn đến đâu, dù tôi có bị trói hay bị đánh đập, tôi vẫn sẽ tiếp tục. Tất cả xếp hàng. Vào ngày thứ năm, họ thả tôi ra khỏi giường. Một người tù nhân mang cho tôi một chậu nước để rửa mặt. Người lính gác hỏi tôi, tại sao tôi lại chịu đựng nhiều như thế, chỉ để được ngồi ở một tư thế? Tôi trả lời rằng, bởi vì đó là thế ngồi của Phật gia, đó là thế ngồi cao quý nhất. Người lính gác mỉm cười và không nói gì cả. Con gái thân mến, con khỏe chứ? Cách đây mấy hôm, mẹ có gửi thư cho con. Không biết con đã nhận được chưa? Con có vui không? Con có hay cười không? Mẹ luôn cầu mong cho con được vui vẻ, khỏe mạnh và có một tâm thái bình hòa.
Cô Vương, cô có thể giúp tôi viết một lá thư cho con của tôi được không? Thằng bé đang muốn nghỉ học để đi bán hàng rong. Làm ơn giúp tôi ngăn con tôi lại. Được, tôi sẽ giúp cô sau nhé. Nghe này, hãy viết giúp tôi một bức thư đến người chồng tôi của mình. Bảo ông ta hãy gửi lại cho tôi một bức thư. Được, được. Cô không biết rằng anh ta đã có người khác hay sao? Phù Giao, con biết không? Một người sẽ gặp đủ loại thử thách trong cuộc đời của họ. Những vấn đề nhỏ hay gặp là những hiểu nhầm giữa vợ chồng, anh em, bạn học hoặc giữa những người giáo viên. Còn những vấn đề lớn là con có thể bị chính quyền hiểu nhầm và đánh giá sai về con. Nếu một người cứ hễ gặp một chút hiểu nhầm hoặc một chút thiếu tin tưởng, liền nghĩ đến cái chết, thì anh ta sẽ phải chết bao nhiêu lần mới đủ. Khi còn nhỏ, con rất thích đọc truyện Hành trình về phương Đông. Vị sư trong sách đã nói, để có thân người rất khó, để được sinh ra ở vùng đất trung thổ lại càng khó hơn, và để nghe được Phật Pháp thì càng khó hơn nữa. Sinh mệnh vô cùng trân quý, vì vậy đừng bao giờ bỏ cuộc. Thiên Tân, Trung Quốc, năm 2009. Tôi cảm thấy mình đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Trong suốt thời gian cấp 2 và cấp 3, tôi đã gặp một số khó khăn. Ví dụ như tôi hay phàn nàn về họ hàng của mình và có thái độ chống đối. Tôi tự hỏi, tại sao cuộc đời mình không thể bình thường như những người khác? Tại sao bố mẹ tôi không ở cạnh tôi? Tại sao môi trường học tập lại như thế này? Tại sao tôi không có tiền hay bất cứ thứ gì khác? Vì vậy, tôi đã hỏi mẹ, và bà trả lời rằng, cô bé hay u sầu của mẹ, hãy để mẹ cho con về với thiên nhiên. Hãy nhìn những thảo nguyên xanh mướt với những chú chuồn chuồn bay lượn chung quanh, những chú bọ ngựa tinh nhanh, những chú ngỗng nước, những chú cá bơi lội thư thả, những mạng nhện chắc chắn. Những sinh vật nhỏ bé này là thể hiện của sự vị tha mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Đó là sự trực trở và trù phú. Khi hoa mùa xuân bị thổi khỏi cành cây, con có nghe chúng than thở không? Khi mùa thu đến, ánh trăng bị mây che mờ, con có nghe chúng phàn nàn không? Khi cơn mưa mùa hạ nhảy múa cùng sấm chớp, con có nghe chúng cười không? Khi mặt trời làm tuyết mùa đông tan đi, chúng có khóc không? Bởi vì chúng đều biết rằng những đắng cay và hạnh phúc đều là những cảm xúc chóng qua, và rằng chúng đều là những nhân tố trong vũ trụ. Cũng giống như một lần con đã động viên mẹ, hạnh phúc là điều khiến ta vui sướng, nhưng chẳng phải nỗi đau cũng rất đẹp mà, đúng không? Con người là một trong những sinh mệnh thông minh nhất hành tinh. Chúng ta có thể cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống rõ ràng hơn. Con yêu dấu của mẹ, con là một nhân tố tuyệt diệu trong vũ trụ này. Bây giờ con cảm thấy thế nào? Hãy cùng mẹ thưởng thức những hoa sen nở rộ trong đầm. Con có biết rằng, không phải tất cả các hạt giống hoa sen khi được gieo xuống bùn đều nở hoa. Một vài hạt sẽ trở nên chán nản vì sự dơ bẩn của bùn đất. Chúng không tin rằng những bông hoa xinh đẹp sẽ nở ra từ bùn đất sình lầy này. Vậy là chúng chết dần trong tuyệt vọng. Còn những hạt giống khác thì không thể chịu nổi mùi hôi và sự bẩn thỉu của bùn. Chúng cãi nhau suốt ngày vì điều này. Cuối cùng, chúng đã bỏ lỡ mùa nở hoa và từ từ héo úa. Chẳng lâu sau, chúng đã trở thành một phần của bùn lầy. Nhưng cũng có những hạt giống im lặng nhẫn chịu những lời mỉa mai, nhạo báng của bùn đất và cố gắng vượt qua. Chúng lặng lẽ hấp thụ chất dinh dưỡng từ bùn và tin rằng không sớm thì muộn, chúng cũng sẽ trở thành những bông hoa xinh đẹp. Cuối cùng một ngày, chúng cũng đâm chồi vươn ra khỏi bùn và trở thành những bông hoa sen thanh cao. Và để cảm ơn bùn đất, chúng đã để lại thân trắng ở trong bùn. Con hãy nhìn những bông sen này xem, mỗi cách suy nghĩ khác nhau sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau.
Vào ngày mẹ tôi được tự do, chúng tôi đã đến để đón bà. Từ xa, bà trông thật tỏa sáng, da của mẹ rất trắng, và bà đang mặc bộ quần áo mới mà chúng tôi mua. Bà ấy trông hoàn toàn khác hẳn với 7 năm trước. Mẹ trông đẹp như một cô tiên vậy. Da mẹ trông cũng đẹp hơn hẳn. Lúc trước nó hơi ngả vàng, nhưng ngày hôm đó, da mẹ trắng muốt như một đóa hoa sen. Một người lính canh tù đã từng trông coi tôi chạy đến và nắm lấy tay tôi. Cô ấy nói, xin đừng ghét tôi, xin đừng ghét tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự hối lỗi của cô khi đã tra tấn và ra lệnh cho những tù nhân khác đánh tôi. Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Tôi có thể cảm nhận được mỗi người đều có sự thiện lương trong trái tim của họ. Điều này khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn. Với tôi, sự trở về của ba mẹ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của tôi. Tôi không còn nghĩ đến chuyện khi nào ba mẹ tôi mới trở về nữa. Tôi không cần bận tâm về chuyện đó nữa. Sau đó, tôi dành vài ngày để suy nghĩ về những âu lo mà tôi đã cất giữ trong lòng trong suốt những năm qua. Vào một buổi trưa nọ, tôi nói với mẹ rằng tôi muốn tu luyện. Đó giống như một sự khởi đầu mới cho cuộc đời của tôi. Tuổi thơ của tôi đã chính thức khép lại. Tôi cần phải nghiêm túc nghĩ về việc làm sao để không chỉ đơn giản là một đứa trẻ tốt, mà còn phải nâng cao bản thân hơn nữa để sống phù hợp với các tiêu chuẩn của một người tu luyện. Sau bao nhiêu năm chịu đựng gian khổ, tôi hầu như chỉ cảm thấy uất hận và sự bất công. Nhưng sư phụ đã giảng, người tu luyện phải làm được, nhẫn mà không tức giận hay bất bình. Và rồi tôi chợt nhận ra, ồ, cách nghĩ này, cảnh giới này là điều mà một người tu luyện cần phải đạt đến. Tôi chợt thấy mình hiểu được tất cả. Tôi đã hiểu ra tất cả vào ngày hôm đó. Sau khi được thả ra khỏi tù, gia đình phù giao không thể đi làm lại công việc cũ. Những cảnh sát chìm vẫn luôn theo dõi và sách nhiễu họ. Năm 2014, cả gia đình chạy trốn khỏi Trung Quốc để sang Mỹ tị nạn. Hiện tại, phù giao đang làm việc tại một kênh tin tức độc lập ở New York. Kênh truyền thông này chuyên phát các tin tức trung lập, đặc biệt không qua Trung Quốc kiểm duyệt.